Em đã có vợ, đã ly hôn hơn 2 năm rồi. Dạ, em kết hôn năm 2010. Là lấy vợ cũng 9 năm hả? 9 năm. Có cháu nào chưa? Dạ, một bé, bây giờ đang sống với mẹ. Mấy tuổi rồi, bé trai gái? Hiện tại là đang học lớp 1, em bé gái ạ. Nhưng mà nguyên nhân gì mà... Dạ thì cái tôi của hai đứa quá lớn. Người phụ nữ của em thì đòi ly hôn. Nguyên nhân mà cô đòi là cô trách em cái chuyện gì? Mà liên quan tới tiền bạc, dẫn đến là cãi vã nhiều. À, là em làm kinh tế không có đủ để nuôi vợ con hay sao? Có, em vừa học 12 xong em có gia đình. Ồ, cũng có gia đình luôn rồi. 18 tuổi lấy chồng rồi ha, ham vui sớm ha. Dạ, em sống được mười mấy năm xong em mới ly hôn 4 năm nay. Có cháu nào chưa? Dạ, em hiện tại đang ở với bé gái 6 tuổi. Mười mấy năm trời ở với nhau từ lúc còn đi học chung hả em? Bạn dạ học không, cái gì? Đi chơi cứ quen. Đi chơi quen, nguyên nhân gì chia tay? Dạ, có người thứ ba, có người thứ ba. Ai? Cho bạn nam thực hiện, xin phép hôn lên má cô gái, ôm cô gái từ phía sau. Và thứ ba là hít đất. Rồi chọn đi em. Không hít đất hay không hít đất? Không hít đất thì còn hai cái còn lại. Một là kêu bạn trai này qua để xin hôn lên má em một cái. Hai là cho bạn trai qua ôm từ phía sau em một cái. Chọn cái nào? Hôn lên má đi. Hôn lên má đi. Rồi qua xin đàng hoàng hôn lên má. Đó cũng là một cách để đo cảm xúc, để xem mình có cái điện nó chạy qua hay không. Cảm thấy không hợp thì mình rút lui, hợp thì mình tiến tới. Tôi thích những người phụ nữ như vậy. Nó rất là thực tế. Rồi em gái nói đi, nói đi rồi. Đúng rồi. Cho phép anh hôn lên má em. Dễ thương quá. Đứng yên đó, đứng yên đó. Thiệu những thông tin cá nhân của mình nè, nói lớn to rõ cho địa phương bên đây có thể nghe rõ được nè. Mời em trai. Em tên là Châu Vinh Quang, sinh năm 85, quê em ở Bình Phước. Hiện tại là em đang làm công việc là quảng cáo và trang trí nội thất. À, để có quảng cáo là quảng cáo trong cái ngành của mình luôn cái gì? Ví dụ một cái shop, một cái quán gì đó, văn phòng gì đó, em sẽ thiết kế và thi công trọn gói. Nhưng em đang làm việc ở đâu? Em ở quận 9. Ok, rồi mời em gái. Dạ, em chào chị, chào bạn bên kia và tất cả các bạn ở đây. Em tên là Thúy Hà, em 36 tuổi và em ở Bình Phước. 36 tuổi, vậy là cũng sinh năm 85 luôn. Dạ. Ở Bình Phước, bây giờ mình đang làm công việc gì em? Dạ, em làm công nhân. Công nhân làm ở Bình Phước luôn? Dạ. Đi lên, em đi bằng cái gì lên? Dạ, em đi xe dịch vụ xuống. Đi xe dịch vụ hả? Đi bao lâu thì tới? Dạ, đi 4 tiếng. Ủa, Bình Phước chỗ nào mà đi đây 4 tiếng dữ vậy? Dạ, Lục Ninh à. Em biết không? Dạ biết, em ở Đồng Xoài. Có gần nhà cổ không? Cách cũng mấy chục cây gần. Nhưng bao lâu em mới về quê một lần? Quê thì em rất là ít về, tại vì em sống ở đây từ năm 2000. Quê thì nói chung là trừ khi có giỗ hoặc gì đấy thì mới về, hoặc Tết mới về. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Hải? Dạ, điểm mạnh của em là biết quan tâm, biết chia sẻ, biết lắng nghe. Rồi điểm yếu của em là em hơi nóng tính. Hơi nóng tính? Dạ. Trời ơi. Thấy mặt mày hiền lành vậy mà nóng tính. Nóng là nóng cỡ nào? Nóng sao? Dạ em nóng xíu em hết à. Nóng xíu hết, thường thường nóng với ai? Ý là không, em không có hài lòng chuyện gì, cái em nóng chút xíu em hết à. Vậy hả? Rồi vậy còn Quang đúng không? Dạ. Quang thì điểm mạnh điểm yếu của mình sao nè? Em thì tự lập từ nhỏ, từ năm 11 tuổi tới giờ. Điểm mạnh của em thì em có thể làm được mọi việc, có cái tính là học hỏi. Còn cái điểm yếu của em thì một số ngày xưa thì em có rất là nóng tính. Ngoài ra thì em biết nấu ăn, phụ giúp công việc cho trong gia đình thì em có thể làm được hết. Vậy là giỏi rồi. Xa vậy thì em có ngại không? Dạ không. Đối với em là chỉ cần là có động lực thôi. À, thanh niên mà, không? Tại cô đi xa ngoài nó lâu chứ, nếu mà chạy Honda chắc nhanh hơn mà, phải không? Dạ. Quang trải qua mấy mối tình rồi? Em đã có vợ, đã ly hôn hơn 2 năm rồi. Dạ, em kết hôn năm 2010. Là lấy vợ cũng 9 năm hả? 9 năm. Có cháu nào chưa? Dạ, một bé, bây giờ đang sống với mẹ. Mấy tuổi rồi, bé trai gái? Hiện tại là đang học lớp 1, em bé gái ạ. Nhưng mà nguyên nhân gì mà... Dạ thì cái tôi của hai đứa quá lớn. Người phụ nữ của em thì đòi ly hôn. Nguyên nhân mà cô đòi là cô trách em cái chuyện gì? Mà liên quan tới tiền bạc, dẫn đến là cãi vã nhiều. À, là em làm kinh tế không có đủ để nuôi vợ con hay sao? Lúc trước khi mà em làm nhiều tiền thì không sao. Phát sinh là sau này, khi mà em bị ít tiền hơn. Khi mà mua đất, xây nhà thì nó hàng tháng thì cái số tiền rất là nhiều. Mà dẫn đến là khi em nghỉ công ty á, thì trong cái thời gian đầu nó phải có sự bấp bênh. Xây đất mua nhà là cho ai? Cho hai vợ chồng với con hay là cho ai? Thì hồi đó là tụi em mua đất, tụi em xây nhà. Nói chung là khoảng thời gian đó cũng mấy năm trời. Nhưng mà chị nghĩ nếu mà vợ chồng với nhau mua đất xây nhà, tiền bạc cô cũng nắm, cô cũng quản lý thì cô cũng hiểu chứ. Hay là em không có cho vợ quản lý cái kinh tế của mình? Vợ em quản lý mà em không bao giờ giữ tiền. Vợ quản lý rồi, cô quản lý thì cô biết em thu nhập nhiêu rồi. Hay em có quỹ đen? Hay em có quỹ đen? Em nói chị là không bao giờ có, nghĩa là
Khi mà em nghĩ ngày xưa làm công ty mười mấy triệu một tháng, ví dụ như là nó đều vậy. Khi em quyết định em bước ra ngoài em làm thì đương nhiên những cái tháng đầu có thể nó không được cái con số mười mấy triệu đó. Thì cái gì nó phải có một thời gian khó khăn. Vấn đề là mình có chia sẻ được cho nhau khó khăn đó hay không. Có ở gần vợ con không? Cũng ở gần quận 9. Bao lâu thì mới thăm con một lần? Mỗi tuần là em sẽ đón con đi chơi vào cuối tuần. Và cũ em thì không về kịp hay như thế nào đó thì em vẫn có thể đón con giùm. Hai vợ chồng bây giờ gặp nhau có nói chuyện, có trao đổi với nhau không hay là như thế nào? Cũng ít lắm chị, tại vì ngày xưa sống với nhau là khắc khẩu nên là chửi nhau nhiều chứ. Mà hồi xưa là hai đứa tự yêu nhau tìm đến lấy nhau hay là do mai mối hay là do như thế nào? Tự yêu nhau, tự đến với nhau chứ không ai mai mối. Trời ơi, mọi người thấy không? Tự yêu nhau, tự tìm đến nhau, lấy với nhau 9 năm trời có một mặt con. Vậy mà nó vẫn có những cái vấn đề dẫn đến phải ly hôn. Em nghe câu chuyện của Quang thì em có chia sẻ cảm nhận như thế nào? Thì em cũng đồng cảm mà. Em có ngại phải lấy một người đã từng ly hôn và đã có con riêng không? Dạ không. Ba mẹ em có cho không? Dạ có. Em vừa học 12 xong em có gia đình. Ồ, cũng có gia đình luôn rồi. 18 tuổi lấy chồng rồi ha, ham vui sớm ha. Dạ, em sống được mấy năm xong em mới ly hôn 4 năm nay. Có cháu nào chưa? Dạ, em hiện tại em đang ở với bé gái 6 tuổi. Mười mấy năm trời ở với nhau từ lúc còn đi học chung hả em? Bạn dạ học không, cái gì? Đi chơi cái quen rồi. Đi chơi quen, nguyên nhân gì chia tay? Dạ, có người thứ ba. Có người thứ ba. Ai có người thứ ba? Chồng em. Hay là em nghe kể lại hay là dạ như thế không, nào? Dạ không, em thấy hai người đó cứ qua lại hoài. Trước khi chồng em lấy em thì chồng em, người đó là người yêu cũ của chồng. À, người yêu cũ. Dạ, xong quen em chỉ một thời gian ngắn cưới. Lần đầu cũng rất là thương yêu em, nhưng một thời gian sau từ từ tình cảm nó lạc dần. Xong chắc họ vẫn còn cái tình cảm trong đó. Rồi hiện tại bây giờ chồng em đối với mẹ con em như thế nào? Lâu lâu điện hỏi thăm rồi ạ. Rồi giờ chồng em với cô đó như thế nào? Chồng em thì là lấy một người khác. Có vợ, có con, có gia đình mới. Sau cái mối tình đó tới giờ em có mối tình nào khác không? Sau cái cuộc trong 4 năm đó thì cũng có, em cũng có quen một bạn. Em chỉ quen trong vòng có mấy tháng. Rồi cảm thấy bắt đầu quan điểm cũng không quen nữa. Bạn ấy cứ ghen. Ghen mà em có làm gì để cho người ta ghen không? Dạ không. Quản lý em thời gian rất là chặt chẽ, lúc nào cũng ghen. Hỏi em làm gì đi đâu. Thực chất thì công việc em mới đi làm công nhân cách đây có 2 tháng thôi. Lúc trước là em bán quần áo khoảng 15 năm. Sao vậy? Sao không bán nữa? Em chưa có bao giờ đi ra ngoài hết. Muốn nên đi. Em muốn đi ra ngoài. Sao em nghe câu chuyện bên này thì em có suy nghĩ như thế nào? Nói chung bây giờ cuộc sống mà như mẹ đơn thân như vậy, thật sự em thấy nó cũng khá là vất vả. Bản thân mà cái tình mẹ nó thiêng liêng lắm. Giống như em mà ngày xưa mà em lúc mà ba em mất em còn nhỏ lắm. Mẹ em thì đi tu lúc em mới có 3 tuổi thôi. Nó thật sự là em rất tôn thờ mẹ em. Nên là cái tình mẫu tử á, tình mẹ đó, em thấy em rất là trân trọng những người phụ nữ như vậy. Còn thì thấy cái tình cảnh của bạn gái bên kia như vậy á, đồng cảm với các bạn. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận ha. Thế em mong muốn tìm một cái người vợ trong tương lai là người như thế nào? Từ lúc mà gọi là mới bước vào đời cho tới giờ thì thật sự em xác định cái người phụ nữ em chỉ cần biết quan tâm, chia sẻ trong gia đình, công việc thì làm thì đối với em thì không quan trọng. Có thể là bạn đang làm là công ty, có thể về nếu mà về sau này mà là vợ chồng em có thể lo cho bạn công việc ở nhà, các bạn có thể làm. Không phải vất vả. Bây giờ chủ động mình làm thì nó tốt hơn là đi làm công nhân. Nhưng mà bây giờ thí dụ như trường hợp mà hai bạn mà kết được lại với nhau đó. Dạ. Thì đương thí dụ như cổ theo em lên thành phố ở đi. Dạ. Thì đương nhiên cổ đi là cổ phải đem con của cổ theo. Nhưng mà em có ngại gì không? Dạ không, chuyện đó bình thường bởi vì mẹ con hay là cha con gì cũng vậy thôi. Nếu mà đã là ở nuôi thì phải ở với nhau. Mình mới chăm sóc hàng ngày. Con nó lớn lên, nó phát triển, nó học hành như thế nào mình mới... Rồi, cảm ơn em. Thế còn Hải thì sao? Mình mong muốn tìm một người chồng tương lai là người như thế nào? Dạ, em muốn người chồng tương lai của em là có thể bảo vệ, che chở được em, yêu thương em. Đơn giản thôi ha, phụ nữ chỉ là muốn tìm được tấm chồng để mình nương tựa được, đúng không? Mình có đưa ra cái chuẩn mẫu người lý tưởng như thế nào không Hải? Cao hơn em, có thể che chở được em vậy. Cao to rồi, hơn, okay, mập rồi, hơn dễ em thương. Bây giờ đâu cho chị Tường mượn cái hình coi nè. Trời ơi, đông quá vậy. Không đông thì mình phải liệt kê là có đông mấy cô liệt kê. Không phải liệt kê là có mấy cô gái thôi à. Rồi tôi không biết cổ là ai luôn á. Mình thử lựa chọn xem người ngồi đối diện của mình là người nào. Tao bên này đông quá, để cho từ từ bên đây trước nè. Chắc là bên này. Tại sao là chọn anh đó? Em cũng không biết cảm nhận của em thôi ạ. Phải không, hay tại thấy ngó ngồi gần đứa con nít nên chọn đại? Tao thấy chưa, tôi biết mà. Bên này chọn cô nào? Em chắc nghĩ bạn áo đỏ.
Bàn áo đỏ hả? Rồi cầm đi. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim này ra cho các bạn nhìn nhau coi có đúng là cái người mình chọn hay không ha. Mở cửa trái tim. Tàn tàn. Như thế nào? Hai bạn dòm lại coi. Hình như mình chọn sai nha. Sai rồi. Em chọn sai. Sai chị. Hình như cổ là cô này nè. Đúng rồi. Không, còn bên kia cụ con phải con em không? Con em á. Con em sao em không ngồi gần con em mà để ngồi gần bạn? Cái đó là mấy đứa nó chụp làm sao em biết được. Trời đất ơi. Lúc bé nó chạy vòng vòng mà. Rồi bây giờ sao? Bây giờ trước tiên là tặng quà trước đây nè, rồi sai phải phạt nha. Cho mình gửi cho bạn ha. Mình có bó hoa. Ở bên đây em có quà gì tặng ảnh không? Em có muốn quà tặng anh. Rồi, quà gì đây nè, quà gì tôi tò mò nè. Quà này tôi thấy rồi đó, còn quà này quà gì đây? Đâu, khui ra mở luôn hả chị? Mở luôn chứ, cho tao bà mối bà mai, người ta phải được quyền nhìn chứ. Chắc là một chiếc ví. Phải không em? Em nghĩ là một chiếc ví. Dạ. Không, tại sao tặng ví cho người ta? Em thích bạn nam xài bóp. À, thích bạn nam xài bóp, hiện tại đang có bóp chưa? Dạ có. À, đổi bóp mới. Ủa, thường thường ta tặng ví phải bỏ ít tiền, gọi là tiền dụ á. Tiền dụ để tiền nó vô á. Người ta có ý đồ đó. Tặng ví là mai mốt tiền bạc người ta quản lý em đó. Em hiểu, em hiểu. Được không? Em hiểu mà. Được không? Rồi, bây giờ phạt nè. Có tài năng gì không? Hát hò nhảy múa gì không? Dạ có, em có thể hát được. Em sẽ hát bài Lời tỏ tình ông bướm. Ồ, nữa trời ơi, gì tỏ tình ông bướm. Thì cái tên mà. Rồi ok, hát đi cưng, mời em. Dạ. Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thì chung. Bao hương hoa tình yêu thắm nồng con tim thanh thơi. Trong giấc mơ thơm nồng gọi ông bướm lại hòa ca. Xin hãy yêu và yêu cho thật đậm đà. Bằng tình yêu say đắm, không dối gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ. Cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian. Thật thì với niềm tin và sức sống, không có ai ngăn được mình trên chiếc xe thâm tình, trên chiếc xe tốc hành tình yêu. Sao hát tỏ tình mà không nhìn vô người ta, chơi tỏ tình mà nhìn xuống không vậy? Bây giờ chị Tường sẽ dành riêng cho hai bạn ít thời gian để hai bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Bây giờ mời các bạn sẽ thưởng thức một buổi ăn trưa tại chương trình. Xin mời. Mấy con gái mời bạn Hải nha. Là thấy như nó cũng hơi ít gặp. Rồi mời Hải nha. Rồi mời bạn. Này Hải nói là chồng cũ của Hải là lấy với nhau là mười mấy năm hả? Lấy mười mấy năm. Kết hôn mười mấy năm. Thì cái hoàn cảnh của mình á thì nó không có được như những người đồng trang lứa đó. Thì bản thân mình sống một mình thì nó cũng có những cái gọi là lợi thế, nhưng mà cũng có những cái gọi là không có được bằng người khác. Đúng rồi. Ví dụ như mình không có được cái tình cảm của anh em, cha mẹ trong một cái gia đình hoàn thiện. Ví dụ như bây giờ nếu như mà Hải lấy mình chẳng hạn thì có thể là cuộc sống là tự do. Tuy nhiên nó sẽ có những cái không có được sự chỉ dạy, cũng giống như người lớn trong nhà hoặc là sự góp ý á. Thì theo Hải thì như vậy nó có phải là một cái thiệt thôi á? Quan trọng là cái mình suy nghĩ mình làm đúng. Tại vì bản thân mình thật sống từ nhỏ một mình quen rồi. Tự lập nhiều khi thấy cũng buồn lắm. Tự lập cũng mạnh mẽ mà. Vậy chứ nhiều khi khóc mà đâu có ai biết đâu. Hiểu mà. Hải có gì muốn hỏi nữa không? Mình cũng ý là nếu mà cuộc sống sau này có duyên đến với bạn đi thì có thể lo cho hai mẹ con mình được không? Cái chuyện lo thì sẽ là hai đứa cùng nhau lo, chứ không phải là riêng gì mình. Tuy nhiên nếu như mình nói là tạo công việc cho Hải ở nhà làm, còn mình làm là chuyện khác nữa. Về sau tích góp thì để mà xây nhà xây cửa. Bản thân mình cũng muốn có nhà cửa ở đây, đã từng có rồi chứ không phải là chưa. Nhưng mà bởi vì chuyện hôn nhân đổ vỡ, mình dự định là sẽ làm lại chuyện đó. Thì mong muốn là một người phụ nữ cùng với mình. Nếu như mà cái mưu cầu của mình nó không quá lớn thì mình nghĩ mình làm được. Cảm ơn bạn. Thì mình tự lập ở trên đây mà mình cũng xác định là ở đây rồi. Thì Hải có
có thể lên Sài Gòn sống không nếu mà hai đứa mình tới với nhau. Biết sao, chỉ cần một người chồng biết quan tâm, biết chia sẻ là được rồi. Một cuộc sống hạnh phúc là được rồi. Tại vì bước qua một cái đổ vỡ rồi, không ai muốn đổ vỡ lần thứ hai hết. Đúng rồi. Chỉ một cuộc sống hạnh phúc đơn giản vậy, chồng sống hạnh phúc bên nhau là được rồi. Bình thường thì ngoài giờ làm việc Hải có thích nghe nhạc hay xem phim hay làm gì? Thích đi du lịch, thích đi mua sắm. Mua sắm thì phải nhiều tiền mới mua sắm được chứ. Thì mình mua theo khả năng của mình thôi. Tại trước giờ cũng chưa bao giờ đi ra ngoài nên bây giờ mới đi làm có 2 tháng thôi để... Từ trước giờ cũng chưa bao giờ đi ra ngoài bao giờ nên cũng muốn đi ra ngoài. Còn ở đây thì đi nhiều quá rồi. Giờ đi, chỉ muốn dừng chân hả? Chỉ muốn một chỗ cho nó ổn định thôi. Cảm thấy mệt quá đó con. Đúng rồi. Bắc Trung Nam là đi hết rồi. Nhà là Hải ba chị em hả? Ba chị em, một đứa em gái và một đứa em trai nhưng có gia đình ở riêng hết rồi. Đây chỉ ở với ba mẹ thôi. Đi làm công ty thì thứ bảy chỉ có một chủ nhật được nghỉ thôi. À, có phải hay tăng ca không? Cũng có, cũng có. Công việc của mình thì nó tự do hơn. Tại vì bây giờ là thứ nhất là mình nhận tự thiết kế, tự thi công luôn. Chứ nói chung là công việc thì mình có thể sắp xếp thời gian lúc nào cũng được hết. Dự tính thì qua năm mình sẽ mở công ty. Thì nói chung là kiểu gì cũng phải cố gắng ổn định gia đình trước rồi mới... Thì có gia đình là vững chắc rồi, lúc đó mình cảm thấy mình có một cái điểm tựa đó. Mình làm là mình có cái động lực để mình phấn đấu. Động lực rồi mình cảm thấy mình vui, mình làm công việc đấy cũng dễ thoải mái hơn. Vậy nếu mà quen nhau thì khoảng bao lâu thì Hải nghĩ là mình có thể đi đến hôn nhân? Theo bạn thì bao lâu? Mình thì qua năm á, khoảng chừng hơn nửa năm. Chắc mình cũng nghĩ vậy. Rồi thì hiện tại thì ở trên đây là mình đang ở trọ. Chứ cũng đang cố gắng tích góp để từ từ. Nếu mà được thì về thì cùng nhau nữa mà mới xây cùng nhau. Chứ một mình ở đất Sài Gòn này cũng chi phí nó cũng hơi nhiều. Tại vì đây cũng ở đây cũng xuống làm công ty bên quận 3 cũng 2 năm, cũng biết được. Hồi đó giờ đi du lịch được bao nhiêu nơi rồi? Cũng ít đi nhưng mà mới đi Malaysia cách đây 2 năm. Vậy là hơn mình rồi. Đi được nước ngoài, mình chỉ ở Việt Nam mà. Đi có mình chỗ đó là xa nhất, còn trong nước thì cũng ít đi. Hải ăn thấy vừa miệng không? Ngon mà. Nếu mà bình thường thì đi làm như vậy thì có thể xuống với mình không, hay là chỉ có thể mình chỉ có thể lên thôi hay sao? Trời ơi, ăn đi. Cái gì mà hiền queo, tôi ngồi ở ngoài tôi lắng lỗ tai tôi nghe, tôi thấy không nói chuyện gì hết trơn. Trời ơi, em thấy nói không, em đâu có ăn đâu. Đồ ăn ngon không? Dạ ngon, nhưng mà vấn đề là em mới ăn xong no lắm. Rồi nãy giờ có ăn miếng nào chưa? Dạ em ăn rồi, ngon lắm á. Dạ. Bây giờ vô cái vấn đề chính đi. Nãy giờ tôi thấy bàn không có vô vấn đề chính gì hết trơn. Trời ơi. Bây giờ trước tiên là chị hỏi kỹ em nè, giờ nhìn thấy mặt ảnh rồi nè. Bây giờ cái cảm xúc đầu tiên khi mở cửa trái tim này ra nè, thì mình suy nghĩ như thế nào, thấy sao? Dì em thấy cũng dễ thương. Dì em thấy cũng dễ thương. Dễ thương vậy là cũng có cơ hội. Em thấy sao? Em thì nói làm gì nữa. Quá được rồi phải không? Chương trình đó chứ cũng nghiên cứu lắm, cũng ghép thấy tụi em cũng cần quê đồ với nhau đó. Nhưng mà giờ vô thẳng vấn đề, tại vì mình lớn hết trơn rồi, mình cũng có tuổi mà mình cũng đều gãy đổ hết. Giờ chị hỏi thẳng luôn để đỡ phải mất công. Anh ở thành phố Hồ Chí Minh thì bây giờ em muốn là ví dụ hẹn hò gì đó hay là tìm hiểu nhau thì tìm hiểu trong thời gian bao lâu thì mình sẽ nghĩ tới chuyện kết hôn, và để mà đủ cái độ tìm hiểu thì em mong muốn bao nhiêu lâu thì mình phải gặp nhau một lần? Cỡ khoảng 2 tuần hoặc 1 tuần. Đó, em thấy cái nhu cầu đó đáp ứng nổi không? Dạ bình thường. Em thì em nghĩ là cuối tuần mà bạn nghỉ thì em sắp xếp em lên. Thật ra nó cũng không quá xa. Tại vì cuối tuần là mình thư giãn, mình nghỉ ngơi đi du lịch. Tại vì mình càng gặp nhau được nhiều thì mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Mình sẽ rút ngắn được cái khoảng thời gian yêu nhau để tiến về một nhà nó đỡ cực. Trước đây gia đình em kinh tế ai quản lý? Trước thì chồng em ạ. Ồ vậy hả? Dạ. Chứ sao em không quản lý mà chồng em quản lý? Lý do? Em nghĩ đàn ông quản lý thì có vẻ chững chạc hơn một người phụ nữ. Em nghĩ như vậy? Dạ. Rồi bây giờ em còn nghĩ như vậy nữa? Bây giờ thì em lại thích em quản lý hơn. Tại sao em lại thay đổi suy nghĩ? Em không biết, nhưng mà em thích cái gì.
Thí dụ bây giờ về thành phố Hồ Chí Minh ở thì em nghĩ em có dễ dàng thích nghi với cuộc sống, em có dễ dàng tìm được việc làm không? Dạ được. Thí dụ như mà ổn định mà em có đi theo ảnh thì ảnh sẽ tạo một cái làm ăn gì đó trong kinh tế, trong dịch muôn để em buôn bán. Thì em thích làm buôn bán kinh doanh hơn hay là thích đi làm ở ngoài hơn? Em thích làm nhà hơn ạ. Thích làm. Rồi sao cô này cổ rất là trước sau không có giống nhau nha. Hồi nãy thì cổ nói cô bán hàng online bán hàng mười mấy năm, giờ mới thích đi ra ngoài làm cho có thêm bạn bè. Tại vì lúc em có gia đình thì em muốn ở nhà nhưng mà ý là gia đình không có thì em muốn đi ra ngoài. Nhưng mà giờ nếu có gia đình thì em muốn ở với gia đình, ở nhà hơn. Em nghĩ mình có phải là mẫu người phụ nữ dành cho gia đình không? Dạ có, em cũng biết quan tâm, biết chăm sóc gia đình. À, tại sao chị hỏi như vậy để cho rõ, cho hai bạn hiểu được nhau. Bạn ấy nói cũng đúng. Bây giờ độc thân thì không có cơ hội đi làm nhà hoài, mừng ăn có gặp được ai đâu. Thì phải đi ra ngoài đi làm để có thêm cơ hội, có thêm bạn bè để mở rộng mối quan hệ thì cũng tốt. Nhưng khi mà lập gia đình thì cổ sẵn sàng lui về kinh doanh buôn bán nhỏ ở nhà gì đó. Chị nghĩ hai bạn cũng khá trùng khớp với nhau á. Bây giờ mình cho một cái ý kiến khách quan của người thân mình đi theo ha. Hôm nay em đi chung với ai? Em có hai người em. Rồi mời hai người em lên trên này cho mình vài ý kiến ạ. Hello. Em xin chào chị Cát Tường. Rồi, chào em. Và tất cả quý vị trong trường quay. Em tự giới thiệu, em là Hiệp, là người em kết nghĩa với anh Quang. Rồi, yeah. Mình chơi với anh Quang được bao lâu rồi? Anh em gặp gỡ nhau cũng được 6 năm. Anh có tật xấu gì không? Không có tật xấu gì nhiều, thì anh em thì gặp gỡ nhau thì cũng chỉ là đi ăn đi uống rồi có nhậu hoặc là đi hát vui cũng giải trí thôi ha. Yeah, hôm nay nãy giờ mình ngồi mình nghe câu chuyện của Quang với là Hải đây thì em có cái nhận xét như thế nào về cặp đôi ngày hôm nay? Trong cuộc sống hôn nhân gia đình thì mỗi người có một cái hoàn cảnh vấp ngã, anh chị cố gắng tìm hiểu nhau rồi quyết định đúng đắn. Nói chung là được cố gắng, đúng không? Cố gắng. Nói vô cho ảnh câu cho ảnh lên tinh thần ha. Rồi cảm ơn bạn, cảm ơn chia sẻ của bạn nha. Đó cũng là một cái ý kiến để mình tiếp thu thêm thôi, một cái ý kiến nhìn bên ngoài thấy hai bạn cũng xứng đôi đúng không em? Rồi cảm ơn em trai nhiều. Bây giờ một trò chơi nữa chương trình dành cho hai bạn nha, mời em trai bóc một lá nè. Rồi đọc lớn lên giùm chị Tường nha. Cô gái chọn một điều cho bạn nam thực hiện, xin phép hôn lên má cô gái, ôm cô gái từ phía sau. Và thứ ba là hít đất. Rồi chọn đi em. Không hít đất hay không hít đất? Không hít đất thì còn hai cái còn lại. Một là kêu bạn trai này qua để xin hôn lên má em một cái. Hai là cho bạn trai qua ôm từ phía sau em một cái. Chọn cái nào? Hôn lên má đi. Hôn lên má đi. Rồi qua xin đàng hoàng hôn lên má. Đó cũng là một cách để đo cảm xúc, để xem mình có cái điện nó chạy qua hay không. Cảm thấy không hợp thì mình rút lui, hợp thì mình tiến tới. Tôi thích những người phụ nữ như vậy, nó rất là thực tế. Rồi em gái nói đi rồi. Ôi, đúng rồi. Cho phép anh hôn lên má em. Dễ thương quá. Đứng yên đó. Nói cảm nhận chứ hôn người ta xong không cảm ơn gì vậy trời. Nhìn cổ. Nói cảm xúc của mình luôn trước khi đi về bấm nút nè. Hôm nay muốn nói gì nói đi. Thì hôm nay đến đây thì anh với em cũng là một cái duyên. Trong biết bao nhiêu con người mình mới gặp được đúng không? Anh mong rằng là em sẽ dành cơ hội và mình tìm hiểu nhau để mà có thể về một nhà. Rồi cảm ơn em về chỗ. Tới phiên bạn gái nè, bóc một cái nè. Rồi đọc lớn lên cho chị coi. Nói thật lòng cảm xúc của mình về đối phương, điểm mạnh bạn thích nhất và chưa thích ở người đối diện. Em nói đi. Cảm xúc của em về người đối diện thì em cảm thấy em cũng mến. Còn điểm bạn thích nhất ở người đối diện là nụ cười. Và cái cảm xúc đầu tiên khi mở cửa trái tim này ra nè, thì mình suy nghĩ như thế nào, thấy sao? Vì em thấy cũng dễ thương. Vì em thấy cũng dễ thương. Thế còn em thì sao? Trả lời câu hỏi đó. Em thích nhất là tính thẳng thắn của ấy. Còn nếu mà em hỏi em mà về cảm xúc thì em nói thật là so với cái tưởng tượng của em, ngoài cái sức tưởng tượng.
Rồi, đó là Tường đã rất ưu ái dành cho các bạn. Những người mà đã gãy đổ thì Tường dành cho các bạn rất nhiều thời gian để mà trò chuyện tâm sự với nhau. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau để mà tiến xa hơn. Còn nếu cảm thấy là hôm nay chương trình giới thiệu cho mình người này không phù hợp, mình có quyền không bấm. Đó là tùy các bạn nha. Rồi, xin mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại giùm chị Tường, sau 3 tiếng đếm hãy đưa ra quyết định của mình. Đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Rồi, mời hai bạn nhắm mắt lại. 1. Hết thời gian. Cảm ơn hai em. Rồi, mời qua bên đây nè. Bây giờ mới qua đứng là một cặp nè. Cảm xúc hiện tại mình là rất vui đã tìm được người của bạn. Mình dự định sẽ đưa bạn đi ăn. Và nếu được thì có thể mình sẽ chở bạn về. Nếu mà cần về Bình Phước mình chở luôn cũng được, không sao cả. Một tuần thì mình sẽ lên vào dịp cuối tuần, mình có thể thăm bạn được, sắp xếp công việc được. Chuyện đấy bình thường thôi, không có gì quá lớn. Cái chuyện là sắp xếp một tuần lên gặp nhau một lần. Có thể thì có được thì mình sẽ qua năm thì mình sẽ cưới. Tí nữa thì anh sẽ mời em đi ăn. Và nếu mà cần thiết thì anh sẽ đưa em về Bình Phước luôn. Thì cứ đi ăn xong tính tiếp. Đi ăn xong tính tiếp đúng không? Ok. Rồi, nắm tay nhau một cái nè, kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp nhau nè. Bây giờ thì được chính thức mình có thể hôn nhau một cái để kỷ niệm. Hồi nãy là hôn nhau theo sự yêu cầu của chương trình. Yeah. Mời hai bạn